Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Memo. Hôm nay mình sẽ cập nhật cái thông tin trên cái dự án TapSwap ha. Thì hôm nay nó có một cái thông tin cập nhật về cái nhiệm vụ mới ha. Thì hôm nay mình sẽ đọc cho anh em xem. Thì thông tin cách đây 17 giờ. Xin, xin chào TapSwap ha. Chúng tôi biết nhiều bạn đã nhận thấy TapSwap thường xuyên bị quá tải. Chúng tôi đang nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng để giải quyết vấn đề. Trong vài ngày tới, ứng dụng có thể gặp phải một số vấn đề như là quyền truy cập ha trong quá trình di chuyển đăng ký mới và một số tính năng khác biệt sẽ bị tắt trong vài giờ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi bảo trì được lên lịch. Tin vui là sau khi bảo trì thì bạn sẽ không còn thấy bất kỳ màn hình quá tải nào nữa và sẽ có quyền truy cập và ứng dụng bất cứ cứ khi nào bạn muốn ha, trong bao lâu tùy thích. Cảm ơn đã kiên nhẫn và hiểu biết của bạn. Rồi thông tin tiếp theo cách đây 19 giờ. Thì dự án đã cập nhật một cái nhiệm vụ mới ha. À, là anh em sẽ đăng ký cái sàn Binance thì anh em sẽ nhận được là 600 đô cái voucher trong cái app Binance thì cụ thể nào mình sẽ dịch cho anh em xem cái phần này rồi tin thú vị ha khoảnh khắc bạn chờ đợi đã đến nhiệm vụ đặc biệt đã chính thức bắt đầu đồng hồ à, đang tích tắc cho nhiệm vụ có thời hạn này vì vậy hãy tham gia ngay và hoàn thành nó sau khi bạn đăng ký trên sàn Binance và hoàn tất quy trình KC bạn sẽ nhận được phiếu giảm giá chào mừng trị giá 600 đô la trong ứng dụng Binance của mình đó thì đây là một cái nhiệm vụ mà anh em sẽ cần phải thực hiện là đăng ký tài khoản sàn Binance và thực hiện cái quá trình KC của cái sàn này ha. Thì anh em sẽ có cơ hội là sẽ nhận được cái phiếu giảm giá là chào mừng trị giá 600 đô la trong ứng dụng Binance của mình. Rồi đây là thông tin chính xác của cái dự án nó đưa ra ha. Bây giờ mình sẽ vào cái app Telegram. Rồi anh em bấm vào play Rồi Thì ở đây anh em lưu đấy Khi mà anh em vào như thế này á Thì ở đây nó nó chờ phải 3 phút ha. 3 phút trở lại thì lúc đó anh em mới vào được cái app này Cho nên anh em chịu khó là chờ một xíu ha Đó Như những anh em nào mà chưa join vào cái cộng đồng của họ Thì anh em bấm vào join Alchemy Company để anh em join vào cộng đồng 8 số app ha Hiện tại cộng đồng này đã có 18 triệu À, 18,9 triệu gần 19 triệu cái thành viên ha rồi sau khi anh em uh, cố gắng đăng nhập vào cái tài khoản ha, swap, ha thì hiện tại cái dự án nó đang uh, uh, có một cái sự bảo trì nhỏ cho nên là khi anh em vào á, uh, anh em cần phải chờ tầm khoảng 3 4 phút để anh em reload uh, cái trang lại lại ha. Thì hiện tại anh em có thể thấy là cái chữ X2 ở đây nè ha, anh em bấm vào X2 thì uh, ở đây nó sẽ là kêu là double blend. Uh, double blend và kết nối ví. Kết nối ví thì sẽ uh, còn là nhân hai cái tài khoản uh, của của ví của anh em lên số dư kép nè nhân đôi số dư cổ phiếu của bạn với thời gian à, giới hạn này lời đề nghị chỉ có sẵn một lần Đó. thì đây là một cái lời đề nghị anh em cần phải kết nối ví thì cái phần này mình từ từ làm rồi nha Rồi bây giờ mình sẽ làm vào... bây giờ mình sẽ vào cái phần nhiệm vụ tát trước thì ở đây nó có một cái nhiệm vụ là à, đăng ký cái sàn binance để anh em sẽ nhận được là 3 triệu xu ha Thì à, cái dự án này trước đây nó chạy trên cái mạng là Solana và nó có một cái nhiệm vụ là liên kết với cái ví Solana À thì à, bây giờ cái nhiệm vụ liên kết ví đó nó đã không còn thì bây giờ nó sẽ thay cho một cái nhiệm vụ mới, đó là nhiệm vụ đăng ký sàn Binance ha. Thì anh em sẽ bấm vào đây để tiến hành làm ha. Rồi đăng ký nè. À, nhiệm vụ đăng ký Binance ha. Thì à, ở đây anh em sẽ cần nhập cái à, UID của cái tài khoản Binance của anh em vào. Rồi đăng ký Binance, nhiệm vụ của bạn nè, thứ nhất là đăng ký trên Binance và dán ID Binance của bạn. Đó, ID là cái 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 mã UID của cái tài khoản uh, sàn Binance của anh em ha. Rồi sau khi đăng ký và hoàn tất quy trình KC bạn sẽ nhận được voucher uh, chào mừng trị giá 600 đô trong ứng dụng Binance của mình theo thời gian thực. Chú ý, chỉ những người dùng mới đã đăng ký mới nhận được voucher Binance. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả dữ liệu sẽ được kiểm tra tính hợp lệ. Nếu nó không hợp lệ, phần thưởng chia sẻ sẽ bị xóa thì ở đây cái nhiệm vụ mới cái nhiệm vụ này chỉ dành cho những người dùng mới đã đăng ký mới mới nhận được voucher banen ha thì bây giờ để mình xem thử là cái tài khoản banen của mình à, đã đã đăng ký rồi thì mình có sử dụng được cái tài khoản banen đó hay không ha hay là phải yêu cầu là một cái tài khoản banen mới nha rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem đầu tiên anh em bấm vào cái chữ là star rồi ở đây À, đăng ký sàn Binance nè, rồi à, ở đây là tiến hành KC nè. Rồi nhập cái UID của sàn Binance vào bấm submit ha. Rồi đăng ký sàn Binance, anh em bấm vào chết nè. Hoàn thành KC này go nè. Rồi ở đây mình sẽ nhập cái sàn à, nhập cái ID của cái sàn tài khoản Binance vào thì mình mở cái Binance lên ha. Rồi sau đó anh em vào cái phần góc trái phía trên màn hình này. Đó rồi anh em sẽ có cái chữ ID hai chấm á anh em copy cái mã số À, copy cái mã số ID của anh em á rồi anh em dán vào cái chỗ cái mục ID này ha rồi sau đó anh em bấm chữ chết cho mình nè à. chết rồi bấm go go Rồi anh em bấm lại cái phần này đi. Và bấm submit xem. Rồi đăng ký Binance là đã làm rồi nè. Đó anh em sẽ bấm chữ chết trước ha để cho nó kiểm tra. Rồi bấm chết lại một lần nữa nè. Đó. Thì sau khi mà bấm chết liên tục hai cái thì uh, thứ nhất là nó đã kiểm tra là đăng ký Binance thành công nè. Rồi uh, cái thầy khoản k sẽ thành công ha. Bây giờ mình sẽ bấm chữ finish mission nè. Đó, chúc mừng bạn ha. Bây giờ bấm vào claim để nhận 3 triệu đó như vậy là xong rồi như vậy với nhiệm vụ này chỉ cần anh em chỉ cần có, có một cái tài khoản sàn binance mà đã được KC rồi ha thì anh em chỉ cần nhập vào cái UID như mình đã làm rồi anh em tiến hành check bấm vào check cái nhiệm vụ hai cái nhiệm vụ trên thì khi mà nó kiểm tra hệ thống Nó kiểm tra đúng cái mã id này Đã có cái tài khoản trên sàn binance và có, đã tiến hành KC thì lúc đó anh em sẽ nhận được là 3 triệu ha, cái đồng xu đó, thì nhiệm vụ nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản ha anh em chỉ cần có cái tài khoản sàn binance đó như vậy ha, nó đã tiết xanh rồi, bây giờ mình đã nhận được là 3 triệu ha. Rồi. Thì ở đây à, để anh em nào những anh em nào mà chưa có tài khoản sàn Binance thì xuống phòng mô tả video ha, anh em click vào cái link đăng ký. À, để anh em đăng ký cho mình một cái tài khoản sàn Binance ha. Rồi à, anh em sẽ tiến hành KC à, sau đó anh em sẽ thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ đây nha. Rồi, về cơ bản như vậy ha, thì đây là một cái video mà mình hướng dẫn cho anh em để thực hiện thêm một cái nhiệm vụ để anh em nhận được là 3 triệu cái đồng xu. Đó, à, rất là ok ha. Rồi thì mình nhắc lại đây một cái dự án à, phải nói là rất là tiềm năng à, trong thời gian tới ha. À, khả năng nó sẽ lít những cái sàn lớn à, rất là ok nha. Cho nên là những anh em nào chưa tham gia thì à, tranh thủ tham gia. Đó. Rồi ok ha. Thì à, video này xin kết thúc. Nếu thấy video đó, thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.